Bây giờ thì hai chiếc bếp rất xinh xắn của hai đội đã được set up xong xuôi hết rồi. Hai cái bàn bếp chứ chị. Hai cái bàn bếp được chưa? Ngoại ngoại được chưa? Bây giờ mình thắng tâm lý mình vui vẻ. Đang mua đen trùng khen người ta gọi vậy đó. Trời ơi. Một chiếc MV, một chiếc link giờ ta gọi chiếc chiếc không mà. Chiếc ngoại, một chiếc ngoại dễ thương, một chiếc ngoại dễ thương. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Trời ơi, đứa ấy là chiếc cô đơn, chiếc cô đơn. Và bây giờ thời gian nấu ăn dành cho hai đội xin được phép bắt đầu. Bây giờ con lặt rau đi. Rồi đây con lặt hành như ngoài nè, con dao nè. Lột hành như ngoài đi. Lột hành. Rồi. Con dao đó, làm ngòi thì phải có thịt nhiều rau răm, đỏ, đỏ xanh này, lão này, bích này, tử này. Xanh rồi. Đó, thấy không? Bây giờ em làm gì anh? Đây này, em sắc bên ngoài anh. Có cái gì anh phát làm cũng được, em làm cho. Làm gì cũng được không? Làm chồng em. Không được à? Nàng. Không phải, tại em nàng, có người yêu rồi. Anh ơi, em thấy anh phản bội lắm. Em thấy anh phản bội lắm. Người từng nói sẽ hy sinh cho tình ta. Giờ em bên ai, đã yêu thương ai, yêu vội vã chứ không thật lòng. Được rồi, đủ rồi. Bên kia con thấy không có đàng hoàng ngoài. Ôi nhìn đi hai cái thứ đấy là trời ơi. Không có đàng hoàng. Khi mà thua nó chơi dơ lắm trời ơi. Không ngoài ngoài. Cái rau ra ngoài bức mới dơ nè. Trời ơi giục bớt cái cùi này nè. Cái này tí người ta còn rửa nữa. Ôi trời ơi là trời. Bây giờ mày cho tao thắng nha. Tao giả cái này bây giờ bạch giờ. Ủa người ta đây là góp ý cho. Thôi đó. Còn qua bên kia đi, người ta đang thua, người ta đang có sự ăn ủi kìa. Ôi trời ơi. Bây giờ con ngồi xuống đi. Con ngồi không vậy hả? Bác cái ghế nằm dài như vậy nè. Cái gì bị liệt như vậy. Trời góp ơi là trời. Sắc về đủ chưa? Dày về được chưa? Anh có thể cắt mỏng hơn xíu nữa được không? Đó. Em có nấu không? Không. Nấu thì vô nè, anh nhường luôn chứ em lấy kiếm. Dạ thôi, cắt về đẹp rồi. Đẹp rồi. Bếp chính kêu là về là đẹp được rồi. Đẹp rồi đó. Cái này hơi mỏng nha. Thiệt nha. Thì theo ý em này cho anh chơi. Đừng có lẻo lự. Ngoại ơi, củ hành này nó có nhiều lớp quá. Không, con này này, con này này, này này này, con cứ cắt ngang bên này đó. Rồi con mới lột được đó nè, thấy không? Thấy này làm không? Để thấy nhanh không? Đã thấy chưa? Được biết là trên mạng là hai đội đều là có những thành viên ưu tú về cái lĩnh vực là khoe cơ bắp cuồn cuộn. Bây giờ mời hai đội cử ra mỗi một bên một người ra so cơ bắp. Giờ bên đây là ai ạ? Anh Hưng không? À, trời chắc ơi, là phải là anh rồi. Em thấy anh có nguyên cái phòng tập tạ ở nhà anh, luôn. Giờ ai là bằng em? Anh Hưng là chỉ tập cho khỏe. Hồi nãy em nhớ em hung vô cái gì không? Ngoại vậy đó nè. Bên đây là thôi nè. Rồi ngoại đâu? Ngoại đâu? Ngoại mời ngoại bước ra. Buông ra tự ngoại. Rồi rồi, ngoại bước qua đây. Trời ơi là trời. Dữ nghe, bữa nay lần đầu em mới thấy đứa ngoài luôn á. Này nói nghe nè. Dạ. Kính thưa quý vị, một bên là 55 tuổi. Một bên là 27 tuổi. Nếu mà tôi mà rặn nó đẻ thì tôi đẻ được luôn. Nha. Cho nên là so ấy, là phải so cái sự dẻo dai và đẹp. Wow. Ngoài ơi. Đẹp ơi. Wow, ôi ngon nha. Ôi ôi. Dữ nha. Chuột mệt không? Mệt không? Mệt không? Mệt chứ. Mệt không? Mệt không? Xin ra coi. Nó ra sữa hay gì nè. Tự nhiên tôi hát con mệt. Cái gì? Mày mới xanh gì tao ướt nhem vậy. Rồi đây rồi. Bây giờ nè, tới giai đoạn quan trọng. So sánh. Rồi gồng gồng chuột lên mày. Gồng chuột lên. Dữ vậy sao? Cái này là thẹo hay là ghẻ không ạ? Không, nó chích ngừa. À, chích ngừa, ừ. Rồi gồng lên coi. Thôi à. Ngoại ơi, ngoại nhìn nha. Nè, bây giờ nè, ngoại nhìn con chuột này ha. Ngoại đem con chuột này, ngoại đi ủ muối chung con gà đi. Đi luôn đi. Thấy là thất bại. Không phải là thất bại. Trời ơi, thôi. Trời ơi, thôi. Sơ hợm. Ủa, đánh là kiểu mệt chi vậy? Thôi, chị ơi, chị về nhà, chị giùm em đi. Làm chị ơi. Làm đi thử con ơi, đi mình đi. Đang thi mà.
từ đó con cứ đi phóng ở nhà đi, ngoại không đi ủ muối. Đợi xíu ha. Than than than. Đúng thần kỳ của ngoại. Dâm dạng than tham tham thiên thom tham thiên thom mấy thom. Hi hi thiên than thiên than thi thom. Than than than. Bình chị nó đang lo làm đâu có nhìn thấy gì. Rồi rồi, cho anh thủ đi. Anh Hưng. Cái gì vậy ba? Có cái gì đâu nè. Em xem Mỹ đứt tay đi. Ừ, rồi. Phi tang đi con. Dùng qua không đi ra ngoài phi tang đi. Dùng ra kia. Phi tang, phi tang, phi tang đi. Đi đi. Mỗi thứ trong đời đều chỉ cũng có cho nó riêng một giới hạn. Người đẹp ta nói cắt cái miếng chả thôi nhìn cũng đẹp. Là chả đẹp hay là chả đẹp? Miếng chả nó đẹp. À ừ, phải nói vậy. Có cần gọc ra luôn không anh? Ờ, anh làm chưa? À, vậy là mình dồn cái này vô đó ha. Đúng rồi. Ủa, bánh mì dồn thịt rồi đó vậy em có ăn không? Có tuổi thơ không? Ủa, em tưởng đâu là mình làm cái gì nó phải cầu kỳ hơn chứ. Có những cái hết sức đơn giản, có những lúc mà mình cần gấp, không cần thiết phải nấu nướng. Tại vì em hơi bất ngờ, có nghĩa là trước giờ những tập trước anh Hưng đều chọn những món rất là khó, công phu và nấu rất là công phu nha. Mà hôm nay là thấy cái món đơn giản thì không biết liệu kết quả ngày hôm nay sẽ làm sao thôi. Hãy đợi đón xem đi. Hay nhiều bên... khi sơn hào hái gì. Con đi qua bên kia con làm đó, hiểu không? Con đi qua bên kia con mê trai bệnh á. Hoài ở nhà đã làm xong rồi đó. Đồ chấm hả con? Ngoài cái gì? Ủ xong rồi. Xong rồi. Ủa cái đây người ta mới sắc được có miếng chả cá mà anh ủ hồi nào lẹ vậy? Trời giờ phải hỏi Madam Hoàng có ủ một con gà bao lâu mà xong ngoài ủ nhanh vậy? Trời ơi, bí mật quốc gia. Bí mật? Bí mật không thể nói được. Ủa, ủa hồi nào nhìn? Nhìn nó như trong bịch mới lấy ra vậy đó. Có tiểu xảo gì đây không? Không không. Đâu cho em thử gờ cái coi. Đó thì trời ơi. Thôi thôi. Cái này ở trong băng đăng đi. Mày điên hả? Trời ơi, mấy khay này ngu lắm. À, em biết rồi, gà giờ ta thả giường trong băng đăng cái này. Khi mà mình ủ muối đó mình để ở ngoài lạnh, hiểu không? Yeah. Thì mưa này thấy lạnh không? Này phòng tin mày rờ là coi nước mưa này không? Lạnh không? Lạnh không? Không, không, không lạnh bằng con gà. Thì đó, con gà ở Bắc Cực. Tại vì người cái cơ thể người với cơ thể gà nó khác nhau. Yeah. Nhiệt độ nó khác. Cho nên khi mà con gà mà được tẩm ướp mà ngoài lạnh nó sẽ lạnh như thế này. Ok? Rồi thôi về nhà đi. Đi về đi về đi về. Rồi làm thủ lên. Ê! Hư! Trời ơi gì vậy? Vợ chồng son hả? Làm đi. Vợ chồng son mới ra riêng mới khởi nghiệp cái gì vậy? Bên đó hai vợ chồng, còn bên đây là cũng là hai vợ chồng. Oh, ý là mê là chị mê đúng không? Ai vợ ai chồng? Em chồng, em chồng. Trời, anh hỏi cái gì mà kỳ quá à. Rồi, còn kế bên mình có một gia đình neo đơn. Nhà bà hàng xóm có một cụ vậy. Thư. Đi về. Đi về. Đi về đi con, về đi về. Ngoại kiếm rồi. Đi về. Cho dù biết là đam mê chị là ở bên vùng đất này. Ừ. Gái gì đi chơi rồi để ngoại kiếm. Trời ơi sao con hư vậy con? Người ta có thích mình đâu. Người ta không hề thích con luôn á. Sao mà con cứ phải đi qua bên đó mà con làm mọi làm tôi làm tới như vậy. Con được dạy á, trong cuộc đời này á, nếu không ai trao cho mình cơ hội thì mình phải đi tìm cơ hội cho chính mình. Con cũng để bây giờ nè. Trời ơi cứ như vậy hoài là con sẽ không bước ra được khỏi một cái thềm cửa. Con sẽ không bao con giờ có này. Ai dòm ngó con hết, ngoại hiểu không? Ngoại giờ con gà này ngoại làm sao? Từ từ tao xé ra mày, từ từ đi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái thử thách rất đặc biệt. Gì đó thử? Là thử thách đánh cháo hai đội trưởng. Mời ngoại dừng tay lại. Ngoại gì sang vậy? Đây làm tiếp món của anh Hưng. Anh Hưng sang đây làm tiếp món của anh Hà. Đây là quy định của tổ dân phố. Anh ơi, mời em qua đây. Không có biết con gà này làm sao vui em... Vui chưa, vui chưa? Xẻ nó ra. Thôi mình đừng có làm gì hết, mình đứng nhìn nhau thôi. Yeah, nó mưa, trời ơi, mưa anh ơi, thiệt sự, mưa, trời ơi, lãng mạn quá. Bây giờ sao? Anh biết không? Biết sao không biết cái gì vậy? Bây giờ cắt rọc cái ổ bánh mì ra, bửa đôi ra, với một cái tâm thế vô cùng vui vẻ. Ngoài cái nhà ngoài sắp tổ chức đám cưới. Một lần mình nói, ta yêu nhau, có phẩm chẳng làm chứng. Ôi trời,
yêu xa xa đêm nay, yêu như những gì mình muốn có. Một lần đã trọn vẹn ái ân với anh, em mãi là người tình trăm năm. Kệ nó đi. Mày làm món cho đám cưới đi. Cho tụi nó 5 phút cho nó vui, hiểu chưa? Đâu có, cái này là đổi nửa tiếng mà. Ờ thì cho nó nửa tiếng đi xem nó sống được bao lâu. Rồi, để luôn. Khi mà bán bánh mì đúng không? Thì việc đầu tiên chúng ta phải rưới cái gì lên? Đó. Nước mắm. Đấy, nước chan này thấy không? Đẹp không? Đã thấy không? Ngoài giống như cái này là ta rưới cuối cùng á. Ngu. Ai rưới cuối là ngu. Rưới là ngu. Bớ vĩnh. Đấy, xong rồi chúng ta để trả lên. Mà con phải trả là ví dụ 50 này. Sanh, lão, bệnh, tử thì mình không được. Sanh ở sanh là sanh là 6 miếng. Ờ là xong ăn rồi. Cái ổ bánh mì này xong là có bầu đẻ có bầu luôn. Đó, đó xong rồi cho thằng nó lên. Đó, thấy chưa? Rồi rồi. Và bây giờ thời gian cháo hai đội trưởng đã hết. Xin mời trở về thôi. Ý trời, con gà nó sống lại rồi. Trời ơi, con gà nó rã đông rồi. Cái túi của tao đâu? Trời đất ơi, thiệt á. Anh Hà anh quậy đó. Trời đất ơi là trời. Cái ổ đó là không bán được nha anh. Anh Hà ngoài. Cái gì? Phải đọc câu thần chú. Rồi, Vũ Hà đi. Vũ Hà khùng vua điên. Vũ Hà khùng vua điên. Than ngoài cần gì ở đó? Than ủa nãy trời mưa không không có về trời, trời mưa đâu về mạng yếu vậy hả? Mạng yếu cho nên bà Google bà không có lên. Bỏ vô than tuổi thần gì? 3, 2, 1 than 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 vẫn như cũ. Ngoại ơi. Chuyện gì? Con gà muối nó không còn ở trong túi đâu. Ở đâu? Không không. Đàm Vĩnh Hưng kính thưa mến. Thế con gà ủ muối của tôi nãy đây đâu? Ủa? Nhà chúng tôi chỉ có một duy nhất một tên khách bước vào nhà và bây giờ nhà tôi mất đồ thì đứa nào đấy? Ủa, không có người coi nhà hả? Tôi đi về tay không mà. Ờ, con gà ủ muối tôi làm con gà, con gọi ủ muối mà con gà ủ muối tôi trên bàn trước khi tôi ra. Ủa, món này mình có cần dùng gà ủ muối nữa hả anh? Cái này là ngoại em ăn gian á. À vậy hả? Còn nãy con gà da trắng mà sao giờ vậy nè? Mẹ, hồi nãy con gà nằm ở đây nè. Trời đất ơi. Xong thì đổ lên. Để làm bằng chứng, em dám không? Vì anh em làm tất cả. Ủa? Sự tân đi, luôn chỉ có một. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn con nha con. Trời ơi. À không, cảm ơn con. Trời ơi, cái đồ ăn cắp. Ủa vậy cái con gà trắng trắng là con gà gì? Ủa? Đây là một con gà họ thả vườn. Cái gì vậy? Ờ thì nó làm xong rồi thì bây giờ nó là ủ muối con thả thừa vườn này. Con kia là con mới mua nãy mà. Hồi nãy mua là hụt gà khác. Là gà khác rồi mới ủ ra con này. Trời ủ nhanh vậy. Ừ. Sao thôi nói thật cho em nghe coi em bé. Khai cái gì? Khai cái gì? Ủa? Con cái túi thần kỳ sao biết làm? Ờ vậy hả? Thôi à. Mình sống bằng năng lực thôi à. Chúng ta còn 10 giây cuối cùng. 10 giây thôi. Xong chưa? Xong. Anh Pháo ơi, qua đây anh xong chưa vậy? À, chắc 10 giây nữa hả em? 10 giây nữa hả? Dạ, em đếm giúp. Rồi hết giờ luôn rồi. Đồ ổn nào hay ổn đó. Thử. Ủa chị là chị ăn vậy luôn hả? Chị không làm đồ ăn nữa hả? Có bao nhiêu thực khách đang chờ đợi mình đó chị? Than. Hay chưa, phải có thú đơn kiện thấy không? Trời ơi, nó dễ thương ghê không? Trời ơi. Không có một sự sắp đặt nào luôn. Anh móc giùm em hai cái sổ đỏ. Lấy giùm hai cái sổ đỏ. Lấy giùm hai cái sổ đỏ. À em ơi, chị, mình xin thông báo nha. Đây là chương trình đại chiến ẩm thực nên chỉ có lấy ở trong đây là những đồ ăn thôi. À. Chứ không có sổ đỏ. Than. Trời ơi, con ơi. Con thấy không? Trời ơi. Trời trộn đi, tranh đủ đi. Từ từ mẹ ơi. Sắp hết giờ rồi. Và 30 giây cuối cùng thôi. Rồi chưa. Than.
thân bị tao cần 3 giây thôi. Dạ xin giới thiệu quán ăn người già neo đơn chỉ còn có một nhân viên duy nhất. Than cái hút mắm đó ngon lành. Thấy chị ăn không? Than đi và pha chị. Mà nhắm là có ăn được mà làm bao nhiêu dư làm có ăn được. Rồi 10 giây cuối cùng mày ơi. Nhanh. Trời ơi chứ không tàn đi. Trời ơi. 10 giây trang trí thôi. Ngon. Ngon nha. Êm ha. Êm. Trời ơi, nhưng trang trí đỉnh quá kìa. Quay cái chương trình này 40 mấy năm mới thấy món của nước ngoài vô là ngon. Cái gì vậy? Đổ à. Rồi đem ra ngoài luôn. Yeah. Ủ sẵn. Bánh mì chả cá của bà Hương. Ngon như người nấu luôn. Rồi bên đây cũng đã hoàn thành. Kính thưa quý vị, ngoài và cháu ngoài vô cùng vất vả đã làm dưới mưa một cái món vô cùng xuất sắc. Ừ, ngon không con? Ngon. Đấy. Gỏi gà ủ muối. Yes. Với gỏi gà này con sẽ đem dâng cho quan thượng. Cái gì dạ, bà đội ơi, đi thi bà ơi. Và bây giờ hai đội cũng đã hoàn thành được món ăn của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm. Mời giám khảo, đó chính là chủ nhân của tất cả những nguyên liệu ngày hôm nay. Xin chào đón Madam Hòa. Đây mời chị, giám khảo duy nhất luôn đó. Từ những nguyên liệu của chị bán, bây giờ mọi người đã làm nên hai món ăn. Bây giờ chị sẽ thưởng thức từng món ăn và chị cho điểm một cách công tâm. Chị gạt ra những mối quan hệ bên ngoài, Ủa chưa gì có điểm rớt. Nhưng mà thật sự là hôm nay á, đầu tiên là về trình bày ha, hai món là điểm 10, một món là phong cách Tây nha. Đó, rất là sang trọng. Cái này thì Việt Nam, rất là Việt Nam luôn. Mà trình bày thì điểm 10 rồi đó. Trời ơi tuyệt vời. Hai cái điểm 10 rồi. Rồi bây giờ về ăn ha. Bây giờ em sẽ ăn của anh Hưng trước. Khúc này mới quan trọng. Ngon nha. Trời ơi có tâm luôn hả? Trời ơi nè, trời ơi trong đấy nha mọi người thấy không? Chả chiên, chả hấp nè, dưa leo, đồ chua, hành ngò và cả chả bông và mayonnaise. Đặc biệt là nước mắm pha của nước mắm Hương Hoàng nữa. Quá ngon. Món có tâm. Đó khi mà ăn xong này đó, nhưng mà cái bữa bánh giám khảo là xịt. Ngon nhanh nha. Hy vọng là trong thực đơn của quán bà Hương sẽ có thêm món bánh mì chả cá. Ngon nha. Đó, cái này cũng ngon quá. Chết rồi, em nghi quá anh ơi. Em nghi cái điểm bữa nay mình rớt quá. Ngon nha. Trời ơi. Ngon. Ngon. Thơm nha. Ngon không con? Trời ơi, xuất sắc. Thôi tụi con à, đừng cứ là cái xạo. Đồ ăn là hai bên hai đội ăn, không ai đánh giá luôn, ăn hoài luôn. Ngon. Ngon. Chắc đem về xin vỏ hộp nha. Ăn rồi mà quá ngon đó. Vỏ hộp là lát lên máy bay cái đem về luôn vậy. Không cái này thật sự nó ăn nó không bị mặn nè. Gạo muối mà không hề bị mặn và cái thịt nó chắc hơn và nó thơm hơn cái gà tươi của mình. Đúng rồi. Kết hợp với lại những cái rau mùi nữa. Một cái đũa nó có đầy đủ tất cả hương vị luôn. Này mà uống thêm miếng sinh tố lúa mạch nữa nè. Vậy giám nghiệm đi chị. Thực sự là 1 9 1 10. Rất là ngon, đây là công tâm nha, là anh Hà trộn rất là ngon. Sau cái chương trình này là chắc chắn là anh Hà phải chia sẻ là cái bí quyết trộn. Yes. Ngoài ơi. Tao cần 3 giây thôi.
trời ơi xin xem bàn thi. Trời ơi hai cái món hôm nay không biết chấm nào, nhưng mà thực sự là em xin lỗi anh Hưng là em chọn món này. Em xin lỗi anh Hưng là em chọn món này. Không phải đâu, như thế này nè, mình phải công tâm á, tại vì đội của Hưng ít tiền. Không thể nào mà lựa được cái nguyên liệu mà nó đắt. Nên bắt buộc là phải lựa một cái món bình dân nhất. Và thật sự là khi mà mình ăn một miếng vào thì thấy cũng rất là ngon, chứ không phải là thân tình gì đâu. Còn nói chung là cái này thì không, hôm nay không chấm điểm, nhưng mà em xin chọn cái này. Vui quá. Vậy là hôm nay đội của em thắng 3 vòng đều nhờ ăn gian hết. Chẳng cái gì con này Vinh này. Vậy là trong phần thi nấu ăn thì đội chiến thắng đó thuộc về đội của ngoại Vũ Hà và chị Nam thôi. Thấy chưa, đưa cái dĩa lên rớt ổ mì là em thấy có điểm rồi. Tóm lại vậy nè anh Nghi. What? Nghi cái gì mà nghi gì nữa? Không nói đâu. Trời ơi, thua thì thua đi, tôi sắp mặt rồi. Thắng cũng thắng rồi. Hôm nay Đàm Vĩnh Hưng sao nè? Thua trắng. Nhưng anh vẫn có một sự nghi vấn rất lớn để nói cho em nghe. Ôi, trời ơi, em nghe một cái thông tin kinh khủng thiệt á. Nghe gì vậy? Còn không hỏi mấy con điên nữa nè, chú Bi ơi, đừng có diễn kịch nữa. Thôi nè, bây giờ mình tuyên bố mình bị giải tán nè, chương trình hết nào. Em không ngờ luôn á, tâm. Đó. Đó, ê kiếp anh em nghệ sĩ mình không mà không ngờ cái chuyện nó xảy ra. Lý do vì sao mà hôm nay mình bị như vậy? Rồi, rồi, tuyên bố rồi, thông báo. Và xin được thay mặt cho ekip thực hiện đại chiến ẩm thực, xin cảm ơn chị Madam Hoàng rất là nhiều. Và thi của chúng tôi xin đây kết thúc tại đây. Xin cảm ơn thiên đường rất nhiều. Xin cảm ơn. Hết rồi. Đường nào bên kia cũng thắng thôi, tại vì... Ôi, tuyên bố rồi, rồi bây giờ chương trình đi. Công nghệ va là tôi lắp sẵn ở đây hết trơn, làm sao qua mắt được. Nó là cái gì? Bây giờ nhìn đi. Tôi sẽ đi xin gà của muôn. Ê trời ơi em. Trời ơi đâu anh. Cho anh xin hai anh gà của muối coi. Làm gì vậy? Mai thi. Thi gì? Đại chiến ẩm thực. À cái cuộc thi của anh Hưng hả? Ừ. Em làm giám khảo nè. Vậy thì đúng rồi. Anh sẽ làm gà của muối rồi em chấm anh giải nhất đi. Cái gì vậy bà đời? Thì vậy ai mà cái món này ngon lắm. Trời nhưng mà anh biết đấy, nhưng trời ơi cũng được đâu. Mấy tập kia trời ơi tao thua sắp mặt rồi. Phát hiện ra thì sao? Làm sao phát hiện được? Vì tao là thương hiệu, đại diện thương hiệu với tôi đi không ăn gà của muối, tôi thích làm gà muối. Rồi sao rồi anh bóc luôn hả? Hay là sao? Đúng rồi thì anh làm gỏi thôi. Anh làm gỏi luôn hả? Ừ. Rồi. Hai con hả? Hai con thôi được rồi. Nhá. Ngày mai nhớ này, Hưng làm món gì em cứ khen tới tấp cho anh. Nhưng cuối cùng em dập nó xuống, nó thua. Em đừng có sợ, trời đất ơi, có ăn đây em biết thôi, hiểu không? Ai biết được. Tay ngoắc tay đi. Cái này em sợ lắm luôn đó. Sợ chứ. Mạnh thôi, chắc chắn anh làm ngon không đó. Được rồi, em biết anh làm gỏi nó ngon rồi mà. Đúng rồi, em biết anh mấy lần anh làm gỏi ba khí ba đồ là ngon đấy. Đây. Ngon, ôi trời ơi, cho nên. Nhớ nha, phải làm nhớ ngon nha. Nhớ chấm cho anh nghe chưa? Nghe chưa? Nha, bye bye, cảm ơn nha. Hưng ơi, tao sẽ thắng vẻ vang tập này. Sự thật đi, thua chỉ có một. Sao? Bây giờ nè, cho dù có cái chuyện gì xảy ra ở đây, hết người ta có đi đường sau, cửa hậu, cửa sổ gì thì kệ người ta. Miễn sao ta có kế hoạch sắp xếp trong đầu người ta thì thôi. Anh nghĩ là số này là số cuối em làm host rồi đó. Thắng. Nhà đầu tư người ta đây mà. Nhưng hôm nay có nhà đầu tư mạnh hơn. Vậy thì tôi giống dạc tuyên bố lại một lần nữa. Phần thắng thuộc về đội của ngoại Vũ Hà và diễn viên Nam Thơ. Thật là mẹ vàng, thật là mẹ vàng. Thật là ăn gian, thật là ăn gian. Thấy... Ôi, đó coi người ta đi thi, người ta có hở để có đầu tư. Thế đó là chuyện bình thường. Ủa, chứ không phải cái loại đi thi mà không biết một cái gì hết. Rồi cái tự nhiên là có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Rồi làm anh là, ôi trời ơi. Mà anh, tụi em nhận thua rồi. Mày nói gì? Trời ơi, vậy đi. Mày nói mày muốn gì là không có gì là gì. Hai con này mày làm tính sao cho tao đây? Ủa cái này là chương trình sắp đặt cho tao làm sao tao biết gì được? À vậy là anh cơ cấu. Không có cơ cấu cả cái chương trình này hôm nay là cái nhà đầu tư là ai nè? Đây nè, đây. Chứ không phải là bày đầu tư nữa đâu. Tôi gặp nhà bếp chồng muốn gọi này đi. Thì quý vị phải tưởng tượng đi. Đó từ hồi nào đến giờ tụi coi từ tập bây giờ 6 tập thứ 7 cái gì. Đừng vậy mà. Không có tao phạt mặt ra luôn. Ngoại không quê nhưng mấy mà con quê. Đầu tư cho thôi. Trời ơi đừng có nghiệp nữa. Gà đây nè, gà chồng ở đâu ra? Trời ơi quý vị ơi, bây giờ quý vị coi vào mặt em đừng có quay cho nó, vì em xin nhắc lại là 6 tập trước là Minh Hưng là một người là đầu tư
nó thắng hoài luôn. Còn bây giờ người ta thương tôi, là ma đại hàng thương tôi, tội nghiệp tôi mới tài trợ cho tôi cái tập này thì tôi phải thắng chứ. Đó, đây là đại diện hình ảnh đó. À, ủa chứ bình thường. Thắng đi. Gỡ gạt lại một cái hên cho con đó, hên cho con đó. Hôm nay đừng được thắng. Có tài trợ. Có tài trợ đó con. Cho nên cái gì mà tài trợ là ok hết, nghe chưa? Đã đời thì phải như thế. Thấy tài trợ là nhào vô, nghe chưa? Mày ơi, nhiều đó đủ rồi, giờ mình đi tích phước. Đi rồi, đi rồi.